Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Thạ thí thiên hạ, Triều Lộ Tư lo hôn Dương Dương đến Truy Son, biểu cảm của phía trai gây sốt. Cạnh Triều Lộ Tư, Bạch Phong Tịch hôn trộm Dương Dương Hắc Phong Tức trong thạ thí thiên hạ nhận được nhiều sự quan tâm. Thạ thí thiên hạ là bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả hiện nay. Ở tập mới nhất của phim, trong lúc Hắc Phong Tức Dương Dương thụ vai không để ý, Bạch Phong Tịch Triều Lộ Tư đã hôn trộm anh đến mức in cả vết son lên má. Trong đó biểu cảm khi được hôn của Phong Tức gây chú ý. Cụ thể trong cảnh quay trên, Phong Tức và Phong Tịch đã có một đêm hò hẹn siêu ngọt ngào. Cả hai vừa ăn uống vừa tâm sự với nhau về những gì đã xảy ra trong thời gian qua. Khung cảnh xung quanh vô cùng lãng mạn với sự tô điểm của ánh đèn mờ ảo và những khóm cây xanh mướt. Lúc đó Phong Tức đã đề nghị đút đồ ăn cho Phong Tịch và được cô đồng ý. Vì không để ý có vẻ chưa có kinh nghiệm nên Phong Tức đã suýt làm Phong Tịch lem son. Cả hai vừa cười vừa trao nhau ánh mắt lấp lánh đầy tình ý. Đột nhiên Phong Tịch hôn trộm Phong Tức trong lúc anh chàng tập trung ăn uống, vết son hằn lên má của Phong Tức như một minh chứng cho tình cảm của hai người. Bên cạnh vết son trên má Phong Tức, biểu cảm của anh khi được người mình thích hôn trộm cũng khiến khán giả bấn loạn. Trên khắp các diễn đàn, khán giả dành nhiều lời khen trai diễn viên chính vì quá cảm xúc. Trong đó biểu cảm của Dương Dương được nhiều người đánh giá là rất tự nhiên. Một số ý kiến của khán giả: hạnh phúc tràn màn hình Loan Anh chị ơi, diễn như không diễn. Miếng đồ ăn chạm môi cô Tư rồi mà ông ăn luôn hạ trời, real quá. Lộ Tư thì đáng yêu, Dương Dương thì si tình, ôi OTP. Sau thời gian oanh tạc ngoài bảng xếp hạng, Thạ Thí Thiên Hạ đã đi đến chặng đường cuối. Cộng đồng mạng khắp nơi bày tỏ sự kỳ vọng về một cái kết đẹp dành cho các nhân vật trong phim. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.